Xin chào mọi người đã đến với bản tin thời tiết của Auto365. Thì trong những ngày qua, thời tiết đang ở mức nóng và rất nóng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin dự báo là sẽ có mưa. Nhưng mà mưa lúc nào thì cũng không có biết. Cắt. Giờ này mà còn mua dần chương trình hơi chịu chí nữa. Ủa, mới đi đâu về vậy? Nóng quá, đi Huế xuống biển để tìm kho báu cho Mỹ nè. Nè, kho báu của Mỹ này. Đừng giấy. Đi. Chào mọi người đã quay trở lại với đập hộp cung Auto365. Thì sau khi bạn của em đã lặn lội xuống biển tìm kho báu và đã tìm ra em này đến từ thương hiệu Titan với tên gọi 301. Về thiết kế bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là em này được khoác lên mình một cái màu trắng xám. Giống như các hộp đèn khác thì chúng ta sẽ thấy là ở bên trái là có các thông số kỹ thuật của đèn, có nhịp màu, chip LED là 6, công suất 40/35W. Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp thôi. Mở hộp ra, bên trong có đèn. Chúng ta sẽ thấy có body màu đen rất là cá tính. Có thể mở ra được. Chúng ta sẽ thấy là tên gọi là 301. Ủa? Mà cảm nhận ở đâu ta? À, thấy rồi. Ở hai bên hông của đèn nè, ta sẽ có hai cái để mà tản nhiệt nha. Em này sẽ có kích thước lens là 3 inch và được phủ một lớp AR màu xanh tím. Theo như hãng tiết lộ là em này sẽ có 3 nhịp màu là 3000, 4003 và 5005. Mọi người có thấy em này có cái body nó giống con cá không? Cá vàng bên trong biển ngoi lên ngộn xuống. Mà cá thì sống được ở dưới nước thì em này cũng chống được nước nha. Mà để em tiết lộ cho mọi người nghe nha, là hiện tại em này đang có chương trình giảm giá là 4.2 triệu một cặp, chỉ còn 3.5 triệu một cặp. Mấy anh mà hay đi đường đèo, đi đường đêm thì liên hệ ngay Auto365 của chúng em để rinh ngay em này nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.